Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 11 đã ký dự luật chi tiêu tạm thời sau khi được Thượng viện thông qua một ngày trước đó. Là ngân sách tạm thời giúp Mỹ ngăn tình trạng đóng cửa, dự luật không bao gồm gói viện trợ dành cho Ukraine. Dự luật được đề xuất bởi một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Theo đó, khoản ngân sách chỉ tập trung vào mục tiêu duy trì các hoạt động của cơ quan chính phủ Mỹ, vì thế không bao gồm các khoản chi tiêu gây tranh cãi như phá thai, an ninh biên giới và viện trợ nước ngoài, kể cả cho Ukraine, Israel hay bất kỳ quốc gia nào khác. Khoản dự chi được chia thành hai đợt tới ngày 19 tháng 1 và ngày mùng 2 tháng 2. Vấn đề viện trợ dành cho Ukraine là một trong những nguyên nhân chính gây ra bất đồng trên chính trường Mỹ trong thời gian qua. Mâu thuẫn thậm chí đã khiến cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị bãi nhiệm hồi tháng 9. Một số thành viên của Đảng Cộng Hòa đề nghị xem xét lại khoản hỗ trợ dành cho Ukraine. Họ cho rằng khoản viện trợ này thiếu tính minh bạch và đáng lẽ ra chính phủ Mỹ nên tập trung vào các ưu tiên khác quan trọng với quốc gia hơn việc hỗ trợ Kiev lúc này. Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo nếu không có sự trợ giúp của Washington, Kiev có thể sẽ thất bại trong cuộc xung đột với Moscow.